Hola, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Pathé Channel của mình. Và video hôm nay của mình không phải là về make up nữa, mà chúng ta hãy cùng xem Pathé cắt mái Hàn Quốc ở nhà như thế nào nhé. Trời ơi, không có mái thì trông mình có vẻ hơi già. Sau bao nhiêu lâu nuôi được một bộ mái dài thì hôm nay mình đã phải cầm kéo và lược lên để tự xẻo cho mình bộ mái cho trẻ trung hơn một chút. Bước đầu tiên, các bạn hãy lấy một lọn tóc ở giữa trán theo một hình tam giác. Khoan khoan, đừng có cắt đấy nhá. Bây giờ mình phải chia ra làm hình tam giác nhỏ và cài hai lọn tóc hai bên vào. Sau đó chỉ cần lấy kéo cắt cho phần mái chấm phần mí mắt. Lưu ý khi cắt, các bạn đừng kéo căng tóc nhé, như vậy lúc thả ra sẽ bị rất ngắn đấy. Và bây giờ chúng ta lấy kéo tỉa hai bên tóc mai làm sao cho thật đều nhé. Mình đã cắt xong mái rồi nè. Và để có một bộ mái thật xinh thì không thể thiếu được bước uốn tóc đúng không nào? Trời ơi, chưa gội đầu nên mái của mình vẫn đang theo nếp của mái cũ ấy này. Thôi, cuối cùng thì cũng xong rồi. Bây giờ xõa tóc ra và uốn một vài lọn xoăn cho tóc trở nên bồng bềnh nhé. Và đây là Pathé với bộ mái siêu Hàn Quốc mà tự cắt ở nhà luôn đấy nhá. Nhưng mà chụp ảnh như này thì trông vẫn thiếu gì đấy. Nhà mình sẽ thêm một vài phụ kiện để cho bức ảnh trở nên không nhàm chán. Đang diễn thì tự dưng có khách mời này. Đố các bạn biết là ai ấy? Vâng, xin chào mọi người, đây là bé Cải, em của mình. Bé Cải đã được hơn 1 tuổi rồi đấy các bạn ạ. Trời ơi, lông lá tùm luôn. Thôi, video của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn thích thì hãy like video và subscribe kênh của mình nha. Cảm ơn các bạn.